2 tháng, ok luôn. Sao các bạn không biết ơn người ta thế? Mà nếu như con nói thì cũng phải từ từ. Ôi, mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con ăn canh khác à? Ôi. Nhưng nếu như mẹ cô không cho cô ăn, cô vẫn không sao. Cuộc đời cô khổ đau nhiều lắm rồi. Thế cô ăn thịt nghệ 2 tháng không chết được. Cô nói thật đấy. Cô ăn canh rau ngót 2 tháng không chết được. Còn nếu mà không muốn ăn như thế thì phải nói chuyện cho nhẹ nhàng. Vì dù sao họ vẫn đang chăm sóc mình. Nhá. Đừng có nghĩ đó là cháu họ, họ phải có trách nhiệm. Đừng có so sánh mẹ chồng của mình với mẹ chồng hàng xóm. Được không? Bà ấy thích ý kiến cho bà ấy ý kiến. Vì là bà ấy là bà mình mà, bà sống gấp đôi tuổi mình mà. Nếu nói được cái điều gì tử tế thì hẵng nói. Thế tự nhiên lại ôm dơm rác vào người đấy. Còn đấy con bé con dễ em dâu đấy. Thứ nhất là có khi nó không bằng mình, nó lại học hết cái lớp cấp 3 thôi. Đúng không ạ? Chú nhà mình này, chú rồi em chồng mình, nó cũng không bằng chồng mình được. Được chưa? Có phải ai cũng giống mình được đâu. Mình từ bi nhưng nó không từ bi, mình hiểu cho nó. Nó có thể sống bẩn bựa đấy. Nó có thể sống hai mặt, nó có thể sống giả tạo, nhưng kệ, những người như thế phải thương nó. Đấy, cô đâu phải là nói về những điều tuyệt vời đâu. Cô đủ thông minh để cô biết được những cái áp lực khi sống với bà mẹ chồng như nào. Bưng cơm lên cho con dâu ăn như đi kể công. Được không ạ? À? Thế xong rồi là chê con nó ít sữa. Xong rồi con này nó vụng. Vụng mà, ô cô rất vụng. Không biết các bạn nào nhưng cô rất vụng. Cô từ chối khéo trong cái cuộc sống này. Cô chỉ cần khéo trên TikTok thì thôi là được rồi. Cũng chả khéo mấy. Khéo có vụng có phải đi tù đâu. Con vụng, đúng rồi, con vụng nên mẹ giúp con với. Thế là bà ấy chăm con luôn, bà ấy cho ăn, cho cháu ăn. Quan trọng nhất của một đứa trẻ là nền giáo dục, chứ không phải dinh dưỡng. Dinh dưỡng một phần thôi. À, sau cô đẻ con, mẹ cô thích làm gì làm. Truyền thống cho truyền thống, hiện đại cho hiện đại. Ai giúp được thì giúp, không ý kiến nhiều. Nhưng có một điều là cô không thích ai đó. Ví dụ như mẹ cô mà cứ hay kiểu ôi sợ ấy, sợ là cô không thích. Ví dụ như là ôi ôi như này là cô không thích. Cô sẽ bảo là mẹ đừng nói như thế, năng lượng thấp lắm, nó không tốt cho cháu. Thế rồi. Đấy, vừa hỏi xong giờ lại có làm nào để chồng chăm chỉ chịu khó làm việc. Tất cả những câu hỏi muốn thay đổi người khác tôi không bao giờ trả lời. Nha. Tất cả những câu hỏi muốn thay đổi người khác tôi không bao giờ trả lời. Câu hỏi của bạn giày cao gót cô không trả lời đâu em. Câu hỏi của em rất là ngây thơ, cô không trả lời đâu. Đã thế là còn comment nhiều. Lớp chữa lành cô để trên bio mà, cần gì phải hỏi đâu. Ở trên bio có thông tin đấy, học phí 4 củ đấy. Cô cắt tóc mái đi cô. Cô thấy nó vướng lắm. Nếu mà bạn hỏi cái câu là nên về nhà mẹ chồng hay mẹ đẻ sinh con ấy, thì cô nghĩ bạn chưa bao giờ biết cân bằng. Một đứa con gái, một đứa con dâu tinh tế là phải hiểu được. Cái khi mà mình về nhà mẹ đẻ, có thể ở bên trên này mẹ chồng mình cũng hơi đố kỵ đấy. Được chưa? Mẹ đẻ mình có không đố kỵ đâu. Nhưng mà mình đẻ mình về nhà nội, mình đẻ về nhà ngoại mình đẻ ấy, thì nhà nào người ta hiểu không sao, nhà người ta không hiểu người ta ghen đấy. Mình phải hiểu được cái điều đó. Và mẹ ơi, con về nhà đẻ con nửa tháng rồi, sao con lên với mẹ nhá, con thích ở trên này hơn. Nhà con chật lắm. Nhà con chật mới cả là nhà con ồn lắm, con không muốn ở dưới đấy. Con muốn ở trên này với mẹ hơn. Ở nội hay ngoại chả được. Mà hỏi câu là nên ở nội hay ngoại là cô biết bạn không đủ tinh tế để thấu hiểu được sự cân đối giữa hai bên. Nên cô không muốn trả lời. Các bạn hiểu chưa? Nên là cô sẽ chọn những câu hỏi để trả lời. Bạn nào đủ tinh tế để hiểu cô mới trả lời. Được chưa? Tôi cô trên trời rơi xuống, cô biết em là ai, biết nhà em như thế nào, tự nhiên hỏi nên đẻ ở nội hay đẻ ở ngoại. Hỏi cái câu đã hơi ngây thơ rồi. Mình về nhà ngoại mình cũng phải biết ở bên nội họ sẽ ghen.
về nhiều quá, được không ạ? Bên nội người ta cũng chạnh lòng chứ, phải hiểu được cái điều đấy. Thế xong rồi nhiều đứa ấy, cứ coi như là mình việc mẹ chồng chăm mình là điều nghiễm nhiên ấy. Xong rồi cứ làm quá mọi chuyện lên. Cô không nói là cái việc sinh con nó đơn giản, nó không vất vả, nhưng tất cả phụ nữ đều gánh qua cái điều đó. Thì tại sao chúng ta không sinh con và nuôi con với một tinh thần tinh tấn lên? Từ đứa nào chả có con sốt, đứa nào mà chả bị con ốm con đau, đứa nào mà nó chả cày đêm, đứa nào mà nó chả có bệnh này bệnh kia, đứa nào mà nó chả tốn kém. Cứ làm như cả cái thế giới này mỗi mình đẻ đấy. Cứ bình thường thôi, không dặn đẻ được thì mổ. Ok, cái gì nó đến thì nó đến thôi chứ. Nào cũng tỏ ra mình rất là khó khăn, tỏ ra là mình là người chịu thiệt thòi. Anh làm sao mà hiểu được, lúc nào cũng thấy là chồng mình nó vô tâm, mẹ chồng thì quá quắt, lúc nào cũng thấy làm sao mà mình hiểu được. Xong bắt đầu lên trên TikTok thấy mấy cái đứa nó bảo là nỗi đau của những người mẹ trầm cảm sau sinh, xong rồi vào comment như là đáng thương lắm. Rồi sao? Ủa alo? Ở trên mạng ấy, nó có mấy cái clip nói là gì ạ? Cái sự khủng khiếp của những người mẹ vào comment. Các bạn vào comment thì cũng đúng thôi, nhưng nói thật nha, các bạn comment ở trong đây các bạn đang hại các bạn đấy. Các bạn tỏ ra các bạn rất đáng thương, các bạn tỏ ra là chồng các bạn vô tâm, các bạn tỏ ra các bạn có nhiều khó khăn, các bạn tỏ ra các bạn thiếu tiền, các bạn tỏ ra các bạn rất đáng thương trong mắt mình. Trời ơi, người mà tỏ ra đáng thương ấy thực ra là một người rất là tham lam và thiếu lòng biết ơn ấy. Người ta còn có con còn hở van tim này, rồi á, nó bị rách mẹ chỗ này này, hở hàm ếch ấy, rồi á, chồng người ta còn chết, kinh tế họ chẳng có, bố còn nhiều bạn nữ nhá, vừa sinh xong một thời gian bố ruột mất luôn, không cả về được vì đang đẻ sinh, không được chị không được vào đám ma, được không ạ? Chồng vô tâm lấy chồng khác. Em mấy đời chồng rồi, đừng khuyên linh tinh em ơi. Nói gì điều gì ấy, nói phải có suy nghĩ. Cái câu nói của mình nó cũng định nghĩa về mình đấy, được chưa? Sợ nhất người đáng thương là cái người mà cứ tỏ ra mình rất là khổ ấy. Tỏ ra là mình đáng thương lắm. Mình chị có trong hoàn cảnh của em, tao ghét nhất cái con nào nói câu là chị có trong hoàn cảnh của em đâu chị biết. Cô thì nên nói cái câu đó cho người khác, được không ạ? Nhưng mà tự bản thân các bạn mà cứ bảo là chị có ở trong hoàn cảnh của em đâu mà chị biết. Tất cả những đứa mà muốn nói câu đấy tao chỉ muốn block. Bởi vì lúc đó là các bạn đang muốn đóng vấn đề, các bạn không muốn giải quyết vấn đề nữa. Các bạn muốn tỏ ra là các bạn đặc biệt, các bạn hoàn cảnh, các bạn có lý do cho điều đó, các bạn có lý do cho sự trầm cảm, các bạn có lý do cho cái sự vô tâm của mình, các bạn có lý do cho cái sự cáu bẩn của các bạn. Các bạn đang tìm được sự hợp lý cho cái sự ba chấm của các bạn. Biểu hiện đầu tiên của những người khổ đau ấy là nói cái câu là chị có ở trong hoàn cảnh của em đâu chị biết. Cô thì cô nên nói với người khác như thế. Ví dụ như là tự nhiên có một người nào đó nhá, có một cái chị hàng xóm, chị bảo là em ơi cái con này nó chửi mẹ chồng nó ghê thật. Thì cô sẽ nói là thật ra mình không ở trong hoàn cảnh của họ, mình không biết ở đâu chị ạ. Cô sẽ nói như thế, được không? Cô sẽ nói với người khác là cô không ở trong hoàn cảnh họ, cô không biết ở đâu, nên là mình không phán xét gì. Thế nhưng mà sợ nhất cái đứa nào mà cứ chị có ở trong hoàn cảnh em đâu chị biết, mẹ ở trong chăn mới biết chăn con giận. Cái câu đó thì nói cho người khác thì ok, nhưng nói cho bản thân mình là biểu hiện của bất lực. Mọi người hiểu với cô không? Tổ sư suốt ngày bảo chị có ở trong hoàn cảnh em đâu chị biết. Người trong cột mới biết người trong kẹt. Lúc nào cũng tỏ ra là mình đặc biệt, gia đình hoàn mình hoàn cảnh. Em bỏ chồng vì có hoàn cảnh của em, em ly hôn vì có hoàn cảnh của em, em cãi nhau vì em có hoàn cảnh của em có lý do cả. Em khắc khẩu mẹ chồng có lý do của em. Ok. Rồi em chửi nhau vì có lý do của em, em muốn ra ngoài vì có lý do của em. Thì thôi, mày đã đi thế mày đừng có hỏi tao nữa. Nên nhiều khi người ta nói chuyện với chúng ta chả vì người ta muốn tìm giải pháp đâu. Người ta nhiều rác quá, người ta muốn xả lên chúng ta đấy.
Chứ ngày bảo là chị có ở trong hoàn cảnh của em đâu chị biết. Mình mày hoàn cảnh. Thì thôi mày hoàn cảnh nhưng mày đi tự giải quyết vấn đề của mày đi. Mày là người hiểu hoàn cảnh của mày đấy. Mày hiểu hoàn cảnh của mày hết đấy, mày đừng hỏi cô. Hôm qua có ông bà thế đấy. Nhắn tin hỏi cô ơi, cậu có thể dành bớt chút thời gian để cho tớ một chút lời khuyên. Thế lúc cô đưa ra lời khuyên thì bảo là cậu không hiểu được hoàn cảnh của tớ. Thế cô bảo là thôi thế đừng hỏi nữa. Thế cậu hiểu hoàn cảnh của cậu thì cậu đưa ra lời khuyên đi. Thế sao cậu biết hoàn cảnh của cậu giỏi thế mà? Chính cậu là người hiểu rõ hoàn cảnh của cậu sẽ không ra được ra lời khuyên của mình. Thế lúc người ta hỏi, tớ đưa ra lời khuyên là cứ bảo là chị không ở hoàn cảnh của em chị không biết được. Đứa nào mà nói câu đấy với cô là cô sẽ mute là câm đấy. Không bao giờ nói chuyện nó luôn. Never. Thậm chí block luôn. Nhưng mà hơi ngứa tai nhá. Ngứa tai mẹ bảo ngứa tai là phải không gãi mà. Đấy, cái bạn khổng Nga này. Tự đâu nhảy vào chả biết đầu biết đuôi gì, tự nhiên lại hỏi. Người yêu lúc nào cãi nhau cũng muốn em làm lành trước, không biết ai đúng ai sai. Đấy, lại nói xấu người yêu. Nói xấu người yêu cô không bao giờ ấy đâu. Những người muốn thay đổi người khác cô không bao giờ trả lời đâu. Cô các bạn không biết đặt câu hỏi. Người ta phản bội em thì em nên làm gì? Em thấy chị làm gì? Em xem kênh TikTok của chị đi. Chị cũng là người bị phản bội. Bạn nam nhá, nêm nhá. Cô cho em hỏi, bạn trai chưa cưới nhưng ở với nhau như vợ chồng và có con, giờ nên gọi là bác hay bố mẹ? Nếu người ta bảo mình gọi bố mẹ thì mình gọi, không thì cứ là bác thôi em. Có nhá, nên né nhá bạn Nhung. Hạn chế gặp nhau. Tốt nhất là chuyển công tác luôn cũng được. Nhưng mà chuyển công tác thì chuyển luôn cũng được nhá em nhá. Chuyển công tác được chuyển luôn. Làm thế nào để thay đổi bản thân không ngoại tình nữa? Theo con đường Đức Phật. Đừng phạm giới nữa. Em hiểu cái hiệu quả ngoại tình thì em sẽ không ngoại tình nữa. Được chưa? Ngoại tình ấy, cô cũng chẳng có một động cơ gì để ngoại tình. Cô không tìm được động cơ để ngoại tình ấy các bạn. Bạn là con trai, cô không biết là con gái. Cô không thấy động cơ để ngoại tình ấy. Cô không có một cái động lực gì để ngoại tình thế nào nhỉ? Cô không tìm được một cái lý do để ngoại tình ấy. Cô không có một cái cảm thấy một lợi ích gì từ việc ngoại tình. Lợi ích của ngoại tình là gì các em? Các bạn nữ nhá. Lợi ích của ngoại tình là cái gì? Các em. Người ta làm cái gì người ta phải có lợi ích đúng không? Thế lợi ích của ngoại tình là gì cả lớp? Cả lớp nói cho cô cái. Ngoại tình là thế nào? Ngoại tình là được cái gì? Các bạn thiếu nhu cầu sinh lý à? Ví dụ như đàn ông nó có nhu cầu sinh lý nó cần hai cô một lúc đi. Nhưng mà con gái mà các em thiếu nhu cầu sinh lý à? Chồng em không đáp ứng được à? Như nào? Lợi ích của một con đứa con gái ngoại tình là gì? Cô không có động cơ để ngoại tình nên cô chịu.
Ôi cha, cô không phải người từng trải rồi. Nhưng mà ba mấy năm cô không có tìm được một lý do gì đó để phải phản bội ai đó. Cô không tìm được một lý do nào để một lúc có hai người ấy. Rất thương em, cần em, nhưng do em nghĩ đó là điều hiển nhiên, chỉ là la mắng và chị biết la mắng, đòi hỏi sự yêu thương. Bạn ấy hay nói dối em và mỗi lần em đều chửi. Bây giờ bạn ấy đã thay đổi rồi, không còn cần em nữa. Thì em thay đổi bản thân em đi thôi. Em sai rồi, không cần em nữa thì thôi. Em có thể níu kéo bạn ấy, nhưng mà phải đi cùng với sự thay đổi và cần thời gian. Bạn ấy rời đi để em thay đổi bản thân, chứ bạn ấy cứ kiên nhẫn với em thì em cũng chẳng bao giờ thay đổi được. Sự rời đi của bạn ấy là tốt cho em. Chồng em có người khác, bây giờ em nên làm gì? Em xem là em có thể thay thật tốt lên như thế nào. Em nói chuyện với chồng, em bảo là anh yêu cô ấy đúng không? Thì anh hãy đến với cô ấy đi, chúng mình ly thân. Thế thôi. Một thời gian sau nếu anh cảm thấy anh muốn quay về với em thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Chứ còn em không muốn anh là người chung người không ngoại tình. Đấy, chúng mình ly thân, chứ không nói ly hôn ngay, ly thân trước. Anh đi với cô ấy đi, em cũng không, em chỉ muốn chúng ta là bạn với nhau ở thời điểm này thôi. Và sau đó em tập trung vào việc thay đổi bản thân mình. Chồng ngoại tình mình biết rồi, mình bảo là anh có người khác rồi thì chắc là tình cảm rung động của anh ấy. Đấy, anh có điều gì không hài lòng ở em thì anh có thể nói, nếu anh muốn em sửa. Còn không thì anh có thể đến với cô ấy, chúng mình dừng lại. Và hoặc là nếu mà anh có muốn đề xuất như thế nào hay không. Còn nếu em không biết thì không sao, chứ em biết anh có người khác rồi thì em rất khó để có thể quan hệ với anh tiếp được nữa. Còn chúng ta vẫn vai trò làm vợ, làm chồng, à, làm bố, làm mẹ của các con. Và mọi thứ vẫn bình thường. Bây giờ chuyện này nó xảy ra rồi, chúng ta có thời gian để sửa chữa. Còn em thấy anh đang còn mới, anh sẽ mê cô ấy. Nhưng mà cũng có thể khi mà anh quay trở về rồi thì em cũng chưa chắc là còn cần anh nữa. Hay là mọi thứ mình làm mình phải hiểu được cái giá của nó. Thì ông sẽ bảo là em cứ nghĩ linh tinh. Rồi, em nghĩ linh tinh cũng được. Nhưng mà anh bảo là em cứ nghĩ linh tinh, tôi chẳng có ai cả, chỉ là bạn này bạn bè thôi. Anh chối ấy. Anh chối thì mình bảo là em có nói dối anh cái gì không? Em có thông thành thật với anh cái điều gì không? Đấy, các bạn sẽ nhìn được tại sao. Tức là nói chung bạn phải thành thật với người yêu. Bạn nói là em cũng đau khổ lắm, em cũng buồn, em cũng không nghĩ là chúng ta một ngày sẽ ly hôn với nhau ấy. Vì cái chuyện này. Nhưng em hy vọng, em vẫn hy vọng là nó chỉ là cái sự say nắng của anh thôi. Và sau đó vợ chồng mình vẫn đâu ra đấy. Nhưng mà nó cũng không thể là mình từ phía em được. Mình một mình em không thể cứu vãn được gia đình này. Nó cần có sự cố gắng của anh nữa. Nhưng mà bây giờ anh đang cao trào như thế thì em không muốn là chung nhau như thế. Nhưng mà em vẫn muốn tôn trọng anh, em không muốn làm to tát lên, em không muốn làm mất mặt anh. Thì em nghĩ em cho chúng ta thời gian 1 tháng, 2 tháng để suy nghĩ về mối quan hệ này. Nếu mà anh có điều gì không như ý ở em, anh có thể nói ra để em sửa. Đấy, nhưng mà nếu như vợ chồng mà ở với nhau thì cần phải có sự tôn trọng. Em không trách anh đánh hết tình cảm với em. Nhưng mà nếu như anh thành thật với em thì em sẽ rất tôn trọng anh. Thành thật ở đây là anh không còn tình cảm với em nữa thì anh mới có người khác. Nói chuyện nhẹ nhàng thì thôi. Xong rồi đấy, chồng các bạn nó sẽ quay sang nó xin lỗi, rồi quay sang nó làm lành, rồi nó trốn tránh. Rồi mình vẫn phải cho thêm thời gian. Trong khoảng thời gian đó bạn hãy hiểu rằng là anh, bạn phải hiểu cho anh ý là anh cũng có rất nhiều những khó khăn của mình. Bạn cũng nhận ra bạn cũng có cái sai của bạn trong cái cách giao tiếp. Chắc là em cũng chưa thấu hiểu được cho anh, hoặc là em chưa đáp ứng được những nhu cầu của anh. Và cũng có thể là trong quá khứ em cũng là người phản bội, cho nên bây giờ em mới nhận cái quả này. Nên em cũng cảm ơn anh để giúp em có thể dựa dẫm vào chính mình. Đấy, nhiều cái lắm, lại vào lớp cơ.
Muốn vợ chấp nhận thì bạn không chấp nhận thì bạn ly hôn thôi bạn. Thế có nghĩa là người ta quá là coi thường mình rồi đấy em ạ. Người ta đó là một người người ta cho bạn ở cửa dưới rồi. Chứ thì bạn không chấp nhận được thì bạn ly hôn thôi nhá. Bạn không chấp nhận được, mình cũng không chấp nhận được. Em rất muốn nói chuyện với chị nhưng chồng em không chịu lắng nghe. Tại vì em lâu lắm rồi các bạn không có những cái cuộc nói chuyện với nhau. Cô với bạn trai của cô có thể nói chuyện với nhau rất bình tĩnh đấy. Tại vì bọn cô không có cái kiểu mà lồm sồn lên ấy, quát mắng nhau hay là hạch sách nhau đâu. Rất là tôn trọng. Kể cả rất giận nhau nhưng anh bảo cô lấy chai nước cô vẫn lấy. Anh bảo cô làm gì cho anh cô vẫn làm ấy. Ok, chuyện gì ra chuyện đấy. Rất tôn trọng nhau ấy. Anh bảo cũng là cô không xúc phạm anh gì đâu. Nên là bọn cô có thể có một cuộc nói chuyện với nhau. Cô bảo anh sang nói chuyện với cô là anh sẽ sang nói chuyện với cô đấy. Nói chuyện với nhau rất bình thường thôi. Em không nên thắc mắc điều đấy làm gì em. Chuyện bọn cô chia tay với nhau làm gì? Cô có đau, cô có kêu la bọn em là cô đang khổ đau lắm đâu mà em tìm lý do chia tay. Em biết cũng chả để làm gì đâu, đúng không? Chia tay cũng tốt mà em, chia tay có xấu đâu. Bao giờ mà cô bảo là các em ơi cô buồn lắm, cô buồn thì cô và người yêu chia tay thì lúc đấy em lại nên hỏi chứ. Bây giờ cô rất ổn với điều đó thì em hỏi làm gì? Lý do nào thì em cũng không thể hiểu được đâu. Và chắc chắn khi em hỏi câu này em cũng không có khả năng giải quyết được vấn đề của cô đâu. Lúc buồn á, lúc buồn thì mình thiền thôi ạ. Quan sát những cảm giác trên thân mình. Và mình biết rằng cái buồn nó sẽ trôi qua. Được không ạ? Mình còn thích nỗi buồn cơ. Mình còn thích đau khổ cơ. Mình còn thích tổn thương cơ. Úi dồi ôi, mình còn rất thích tổn thương cơ. Ôi sao thế này? Lật cam rồi à? Alo? Lật cam rồi. Cho em cách để luôn tích cực, không suy nghĩ tiêu cực khi người yêu đi xa. Tại vì em ở bên trong em rất phán xét bạn ấy, Linh ạ. Em không nhẹ nhàng bạn ấy ở bên trong lòng em ấy. Em đầy phán xét bạn ấy. Ở bên cạnh em bạn biết là em bị phán xét. Ở bên cạnh em, chồng em biết là em đang chê bạn ấy, mặc dù em không nói ra. Cái tâm của em không trong sáng với chồng, em hiểu chưa? Tâm của em không trong sáng với chồng. Em nghĩ về người yêu cũ theo những điều tốt đẹp thì em cứ nghĩ. Em nghĩ về người yêu cũ với việc là anh ấy tuyệt vời, biết ơn anh ấy thì em cứ nghĩ về. Còn nếu em nghĩ về người yêu cũ với một cái lòng sân hận trách móc thì là do em sân si thôi, tâm em nó không sáng. Em không có lòng biết ơn và em không có hiểu biết nên em mới phải như vậy. Còn nếu em nghĩ về ai đó với một cái lòng biết ơn, biết thương, yêu thương người ta thì em cứ nghĩ về thôi. Nhiều người cũng khổ. Nhưng mà khổ nhất là họ không có kiến thức để thoát khổ. Hoàn cảnh của các bạn cũng oi om đấy. Những cái bạn cô vừa comment này này, chồng ở nước ngoài này, cái bạn ở trên chồng vô tâm, vô trách nhiệm này thì các bạn cũng khổ. Nhưng cái khổ lớn nhất của các bạn không phải là chồng. Cái khổ lớn nhất của các bạn là các bạn không có tư tưởng, không có kiến thức để thoát ra cái khổ đấy. Bạn oanh cóc 1, 2, 3 này như thế này. Bạn có cái khổ, cái khổ của bạn còn nhỏ hơn cái khổ của mình. Rồi cái bạn HV này cũng thế. Các bạn có cái khổ, nhưng cái khổ lớn nhất đối với các bạn ấy là các bạn không có con đường để đi. Các bạn không biết cách thoát khổ. Và các bạn cũng chẳng muốn học. Các bạn chẳng chịu đầu tư đi học gì. Các bạn không bao giờ muốn, các bạn không bao giờ có niềm tin về hạnh phúc thực sự.
Đôi khi các bạn lên đây với mình chỉ là để muốn giải tỏa thôi, chỉ muốn được động viên một chút thôi, vì nó là miễn phí mà. Chứ các bạn chưa bao giờ nghĩ rằng có hạnh phúc thực sự, các bạn chả chịu đầu tư. Các bạn có thể mua cho chồng một cái ô tô 700 triệu nhưng mà mấy triệu đi học khóa học thì bạn lại rất là tiếc. Nhiều người không hề thực sự muốn giải quyết vấn đề. Các bạn không thực sự muốn giải quyết vấn đề. Cái khổ của việc chồng vô tâm, lừa dối vợ con ấy, nó là một chuyện này. Nhưng mà các bạn đã 40 tuổi rồi nhưng các bạn chưa một lần nào đó các bạn muốn tìm một cái giải pháp nào đó cho cuộc đời của các bạn. Các bạn cứ nghe hết người này đến người kia, toàn là những người cũng đau khổ như các bạn này. Nghe mẹ chồng, nghe chị dâu, nghe bạn, nghe bè, toàn những đứa nó cũng giật dẻo như các bạn này. Toàn những kiểu như toàn chữa bò lành thành bò què ấy. Không có một con đường để đi ấy. Cũng không đủ thông minh để biết rằng là ai cũng có cái khổ, nhưng có người ta thoát ra được. Cái bà Linh này, bà ấy cũng có nhiều những cái khổ đau giống các bạn ấy. Nên tại sao mà bà ấy lại có thể tinh tấn và vui vẻ được? Là vì bà ấy có một cái tư duy nào đó. Nhưng các bạn không sẵn sàng học, không muốn học, không có quyết tâm. Đấy, comment kiểu như các bạn Hạ Vi này cũng thế này, cũng là những người đau khổ mới comment. Bạn Havi này, các bạn đọc comment của bạn Havi thì cả lớp đọc comment đi. Các bạn đọc comment của các bạn Havi này, thực ra ấy, câu này không sai nhưng mà đây là câu hỏi, đây là comment của những người không tiêu cực, rất tiêu cực nên mới comment những cái này. Một người, mỗi người có một vị nước mắt, không ai giống ai, ai cũng có niềm đau nỗi khổ riêng. Rồi sao, thông điệp của bạn là gì? Nhưng có một cách để thoát khổ, khổ không giống nhau nhưng cách thoát khổ là giống nhau đấy ạ. Lúc nào tôi không dép nữa. Lấy chồng 10 năm, chồng ngoại tình phát hiện được 9 lần rồi. Thế trong 10 năm, trong 9 lần bạn tha thứ cho người đàn ông đó, bạn có cảm thấy mình là người tốt hơn không? Bạn Phan Thị Thu Thảo, trong 9 cái lần mà bạn tha thứ mà đi tiếp ấy, bạn có thấy mình tốt hơn không? Bạn có thấy bạn bao dung hơn không? Bạn có thấy bạn hạnh phúc hơn không? Bạn có thấy giới hạn của bạn đỉnh hơn không? Mình cũng tha thứ cho người yêu ấy, nhưng chưa chắc sự tha thứ của mình nó đã giống bạn. Bạn cũng đi tiếp với chồng, mình cũng đi tiếp với chồng, nhưng chưa chắc ấy, cái kết cục của bạn và mình giống nhau. Bởi vì mình tha thứ để, nhưng mà mình đi tiếp vì người, vì mình chứ không phải đi tiếp vì con hay vì người ta. Và mình không phóng đại sự bao dung của bản thân. Mình không cho rằng mình đang làm điều gì đó cho chồng. Còn đôi khi bạn tha thứ nhưng bạn đứng im, bạn chả thay đổi gì bản thân bạn cả. Bạn cho rằng bạn đang cho người ta rất nhiều. Bạn đang cho rằng bạn được nhận lại ít hơn những gì bạn đã cho đi. Và chắc chắn là bạn trong trường hợp đó nên bây giờ bạn ấy không có lối thoát. Cũng có những người bao dung đi tiếp với chồng nhưng họ rất khác bạn. Bạn chỉ được ngồi im và bạn hy vọng chồng bạn biết lỗi và nó sẽ thay đổi. Nhưng 9 lần qua, 10 năm qua, bạn vẫn là một người đàn bà đấy. Bạn không tốt hơn ấy. Tâm của bạn nó không có sáng hơn ấy. Hằng ngày nó cả càng này càng không tin đàn ông ấy. Bạn càng này bạn càng hận ấy. Bạn càng này bạn càng uất ấy. Uất hận, sân si, tham lam, ngu si. Tâm của bạn bây giờ nó đục ngầu như một cái cục đá. Tâm bạn nó không sáng, nó không sắc sau 10 năm. Bạn vẫn là một người đàn bà cũ, có lẽ như bạn rất đẹp mông ma. Bạn đẹp ở bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong tâm của bạn nó không tốt lên. Soi đường cho bản thân bạn. Nên là bạn đừng phóng đại 9 lần tha thứ ấy của bạn. Bạn tha thứ nhưng bạn đứng im, bạn không hề tốt lên. Bạn tha thứ nhưng bạn đi với cả một cái sự hận nữa. Bạn tha thứ nhưng bạn đi cùng với cả sự đứng im, bạn không hề nhận ra lỗi lầm của bạn. Cũng không có sự thấu hiểu cho người khác. Bạn tha thứ vì bạn cũng không nỡ có người khác, không nỡ lấy chồng. Và bạn nhân danh là mẹ vì con, kiểu như thế. Còn nếu như bạn tha thứ 9 lần như thế, bạn kiên nhẫn như vậy, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được lối thoát của bạn trong cuộc đời này. Nếu bạn thực sự tinh tấn và đi tiếp thực sự vì mình, đi tiếp thực sự vì muốn phát triển phẩm chất và có một tư duy đúng đắn về cái việc tha thứ, thì chắc chắn bạn sẽ có lối thoát.
tâm của bạn 9 năm qua, 10 năm qua nó đục hơn, nó không sáng hơn đâu. Mình cũng tha thứ này, nhưng mình khác lắm. Mình không có trách gì cả. Mình luôn tìm được lối thoát, mình chưa bao giờ bế tắc cả. Tha thứ nhưng cứ gọi là lại tiếp tục tha thứ, lại bao dung, lại nhẫn nhịn. Tha thứ lại cho mình nhẫn nhịn. Mình làm gì có quyền tha thứ cho ai đâu. Các bạn chẳng có quyền tha thứ cho ai cả. Bạn cũng không có bản lĩnh để thôi cơ. Bạn phải trách bản thân bạn như thế. Bạn không tự tin khi bạn thôi bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bạn cũng không đủ tự tin để bạn đi tiếp với một người đàn ông khác bạn sẽ hạnh phúc. Bạn cũng tiếc, bạn cũng lo lắng về tương lai. Bạn cũng không nỡ tâm dành thằng đấy cho những cái đứa con bé kia. Bạn không có tự tin vào chính bạn. Bạn ở lại vì nó là an toàn ấy. Bạn ở lại vì muốn giữ danh dự cho cha cho mẹ ấy. Bạn ở lại bạn không vượt qua được những áp lực ấy. Nhưng bạn lại luôn luôn nhân danh là sự tha thứ, nhưng thực ra đó là sự hèn nhát của bạn nữa. Tha thứ đâu phải đơn giản như thế. Tha thứ nhưng cuối cùng lại lạnh nhạt với chồng. Tha thứ nhưng mà tỏ ra bất cần. Tha thứ nhưng đín đậu nói xấu nó. Tha thứ nhưng chưa một lần thấu hiểu cho nó. Tha thứ nhưng mà thấu hiểu không không nhất tâm ý. Hôm nay một kiểu, ngày mai một kiểu. Nếu bạn tha thứ đúng nghĩa, bạn yêu người ta đúng nghĩa, thì chắc chắn sau 9 lần, sau 10 năm bạn sẽ là viên ngọc rất sáng. Vì tôi cũng tha thứ ạ. Tôi cũng tha thứ cho người ngoại tình. Tôi cũng đi tiếp, nhưng tôi không giống bạn. Tôi chưa bao giờ bế tắc cả. Tôi có bao giờ làm cái điều gì đó vì một ai đó không đâu. Tôi làm, tôi có tha thứ cho ai đó. Tôi đi tiếp với người đàn ông phản bội tôi là vì tôi đầu tiên. Vì mục đích của cuộc sống này là để phát triển những phẩm chất. Về tình yêu vô điều kiện. Và phải luôn luôn nhìn thấy lỗi sai của mình. Và luôn luôn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Và nếu như đi tiếp một kết cục có như thế nào chăng nữa, mình phải vui vẻ và hạnh phúc với cái điều đó. Nhưng đây bạn đi tiếp bởi vì bạn thấy nó an toàn thì đi tiếp. Thấy nó về nó nịnh, nó dỗ mình cái là lại đi tiếp. Rồi hy vọng người khác sẽ thay đổi trong khi mình chả thay đổi mẹ gì. Bạn mỗi cái chữ biết say nói ok thôi. Đồng ý đi tiếp thôi, nhưng còn thực ra ấy, bạn chẳng có cải tổ gì cả. Bạn cứ ngồi im ấy, cũng chẳng đi học hành gì. Chả thấy đi học thiền, học thiết gì cả. Thấy đau khổ nhưng mà cứ đứng im thôi à. Khổ nhưng mà nó chưa khổ lắm ấy, nên là chẳng có động lực để thay đổi thực sự. Chả thu xếp được đi thiền nào cũng lý do. Đi học cũng chẳng chịu học. Nên cứ tắc lưỡi, rồi gặp ai cũng gặp nhiều người họ hàng, có đầu tâm sự ấy. Tâm sự xong bắt đầu nó động viên cho. Nó bảo cứ cố gắng mày khổ nhỉ. Thế là bắt đầu lại phải cứ vuốt ve nhau thế. Cứ vuốt đuôi, vuốt lông cho nhau. Thế là cuối cùng là tâm sự xong thì khóc rồi đứng lên. Rồi cứ cố gắng cái mẹ gì. Nó phải đúng kiểu rồi mới cố gắng rồi chứ. Toàn tâm sự với những người sai người thôi. Bắt đầu là đặc biệt là những cứ không hạnh phúc là hay tâm sự với nhau ấy. Nếu bạn thực sự khổ 10 năm qua, bạn phải tìm cách để bạn tháo gỡ rồi. Cô yêu người yêu có bao 4 năm nhé. Đến năm thứ 2, đến năm thứ 3 ấy, bị phản bội là cô đã đi học rồi. 2 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không bao giờ để cho bản thân mình khổ đâu. Bị phản bội thật đấy, nhưng cô không khổ đâu. Còn các bạn thấy cô khổ kệ mẹ các bạn. Nhưng mà có vấn đề là cô sẽ tìm giải pháp. Không có ngồi im mà cô chả bao giờ tâm sự với ai. Vĩnh viễn các bạn không bao giờ nhìn thấy một ai cô tâm sự bất kỳ một ai về cái hoàn cảnh của cô, theo một cái giọng đáng thương. Nếu như có là cô muốn dẫn chứng để giữ đến một thông điệp nào đó. Cả họ nhà cô không bao giờ biết câu chuyện tình cảm của cô với người yêu như nào. Những người bạn của cô không ai biết như nào cả. Nếu như cô có kể với các bạn về bạn trai cũ của cô ấy, ở trên này là muốn dẫn chứng để đưa đến một thông điệp nào đó, để nghĩ rằng câu chuyện nó cũng đến mức độ như đấy đấy. Nhưng mà các bạn này chỉ có đam mê là xây dựng hình ảnh đáng thương của mình trong mắt người khác thôi. Chả bao giờ. Nếu bạn thực sự khổ đau, 10 năm qua bạn phải tìm giải pháp đi. Nhưng bạn không ạ. Bạn cứ ngồi. Chỉ thích đam mê tâm sự thôi. Đam mê được động viên thôi. Đam mê được ai đó thương hại thôi. Đam mê là được ai đó kiểu thương ý. Thôi con này nó tội nghiệp, con Linh nó tội nghiệp. Số nó thương nó. Xong rồi bắt đầu khóc. Nhưng mà đứng lên mẹ nước mắt thì hết. Khóc mãi làm sao được. Mai vẫn phải dậy sớm đi làm. Chưa bao giờ muốn thực sự tìm giải pháp. Mà cái người đưa cho giải pháp cũng toàn người giật dẻo, bò lành bò què. Toàn những người không có thực sự hạnh phúc đưa ra lời khuyên.
chị nó bằng cách này, chị nó bằng cách kia, mày giữ lấy tiền của nó, rồi mày làm bùa nó đi, rồi cứ kệ mẹ nó, kiểu gì cuối năm nó già nó cũng về với mình, toàn những lời khuyên con mẹ nó đi vào lòng đất. Đúng không ạ? Người ta gọi là nhiệt tình cũng ngu dốt bằng ăn hại đấy. Không biết chọn người để tâm sự. Bạn thực sự khổ đau, bạn thực sự yêu cuộc đời của mình, bạn không bao giờ để bạn đau khổ. Bạn cũng không yêu bản thân bạn, bạn không có khả năng mang lại hạnh phúc cho bạn. Rồi bạn có lên YouTube, TikTok, Facebook ấy, bạn cũng chỉ toàn comment để chửi đàn ông thôi. Thằng nào chả thế. Mình ngoài nói mấy câu đấy ra, mẹ chồng có tệ nhưng nó vẫn là bà nội của con mình đấy. Cái dòng tộc đấy ấy, không thương nổi, ghét như là gì, nhà gì ghẻ đấy. Nhưng mà ai chia tay một cái tự nhiên gặp một anh nào đó, anh ấy tình cảm tâm lý một cái, xong anh kể khổ về hoàn cảnh của anh ấy, vợ anh ấy ly ngoại tình, vợ anh bỏ anh ấy, nhà ngoại nói xấu anh ấy, rồi anh ấy khổ tâm, anh ấy nuôi con một mình, anh phải nấu cơm, rồi thương thương vô bờ bến. Thấu hiểu, bọn em đồng cảm với nhau. Em thực sự thương người đàn ông đấy chị ạ. À, tổ sư nhà mày, mày thương được ai mày phải thương cả vào chứ. Cô là cái ông người yêu cũ không thương, không muốn cô thương ông vậy thôi chứ. Ai cô cũng thương được. Và cô sẽ thương cái người mà người ta cũng muốn cô thương họ. Và thứ hai là có con chung với cô. Ừ, cô chả bao giờ hết tình cảm với ai cả. Hết tình cảm thì xây lại từ đầu. Nhà cháy dựng lại. Hết gạo đi mua. Hết nước thì bơm. Bây giờ ly hôn đi, ly hôn rồi bắt đầu là đi thương một thằng nó có ba đứa con rồi, hai đời vợ rồi, một bộ sưu tập người yêu cũ rồi. Xong nó kể là anh sống bất hạnh, anh phải nuôi con một mình, vừa phải nuôi con vừa phải đi làm. Anh cô đơn lắm, anh chưa bao giờ biết có cái cảm giác hạnh phúc, anh chưa bao giờ được một người phụ nữ nào nấu cho anh một bữa canh cua ngon như thế này. Xong bắt đầu bao dung lắm, bao dung với chồng của thằng khác, bao dung với chồng của con khác lắm. Thương đứa con của chồng của người yêu lắm. Tỏ vẻ ra là gì kế, mẹ kế hiện đại. Cuối cùng chồng mình cũng chả thương nổi. Đúng là bốn củ. Thả tim đi. Có lớp thả tim cho cái câu nói vừa rồi đi. Hết tình cảm thì xây lại từ đầu thôi. Bây giờ chúng mày bỏ cái thằng hiện tại đúng không? Tao biết là chúng mày rất là không hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Cô ăn bún cà, cô ăn bún đậu sáng rồi Hưng ạ. Chắc phải 2 giờ cô mới ăn nữa, đang hơi no. Được chưa? Bây giờ mày hết tình cảm đúng không? Thằng nó ngoại tình đúng không? Và chúng mày cũng không, tao thấy chúng mày cũng không có khả năng xuất gia được đâu. Tóm lại là vẫn cần đàn ông đúng không? Vẫn cần phải sinh lý. Bắt đầu cặp thằng tiếp theo. Thằng tiếp theo bây giờ có một đứa con rồi, đương nhiên cái thằng tiếp theo này nó cũng phải một đời vợ rồi, hoặc là nó có con rồi, rất nhiều đứa bỏ chồng sau đấy làm người thứ ba đấy. Đúng không? Thằng kia là nó có 2 đứa con rồi. Nó có 2 đứa con, nó có vợ nó ở nhà rồi. Bắt đầu thằng đấy nó đến nó diễn cái cảnh hoàn cảnh. Anh không hạnh phúc. Anh lấy vợ vì vợ anh có chửa trước. Hôn nhân không tình yêu. Anh đau khổ lắm. Anh chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc khi anh được ôm em. Anh thương con anh lắm. Con anh nó bị rối loạn tăng động. Bị tự kỷ. Ok. Nghe không, không không nghe cave kể chuyện, không nghe thằng ngoại tình trình bày. Chẳng qua là vì nó không làm tổn thương các bạn nên các bạn phát triển lòng từ bi. Đúng là con người nhỉ, hay thật. Con người là ta rất là khát khao bao la người khác. Khát khao bao la người khác. Bỏ chồng đi, bỏ mấy cái đứa mà chồng em rượu chè gái gú cờ bạc này, chồng em đánh em, chồng em này kia bất tài này,
Bỏ xong rồi chúng mày có ở không được không? Mấy cái đứa đấy tao không nghĩ chúng mày có năng lực ở một mình đâu. Đúng không ạ? Mấy hôm nó bắt đầu lại sa vào lưới tình ngay. Đấy, xong rồi vào nhóm anh mẹ đơn thân, single mom, single daddy, là bắt đầu quen. Quen rồi cái thằng đấy nó chưa làm tổn thương mình bao giờ nên ấn tượng khó phai. Đúng không ạ? Thì bắt đầu nó kể là anh với vợ anh hôn nhân không hạnh phúc. Con anh bị rối loạn tăng động tự kỷ. Thế rồi anh chưa bao giờ biết cảm giác hạnh phúc là gì. Anh ở bên cạnh em anh thấy đặc biệt lắm. Ôi dồi ôi, đúng là ca ve kể chuyện. Xong rồi thương nó, thương nó chăm luôn cả con nó. Còn con mình đang để cho bên nội nuôi. Đấy, ngược đời chưa? Chăm luôn cả con nó. Con mình thì không có bên nội nuôi. Chồng mình nó cũng xấu xa như cái thằng ngoại tình này thôi mà. Cái thằng nó đang ngoại tình với các bạn ấy, mấy đứa ly hôn rồi. Các bạn đang cặp với một thằng nó có gia đình đúng không? Đang ly thân với vợ đúng không? Cái thằng mà nó ly thân với vợ nó đến với bạn nó cũng xấu xa ngang ngửa như cái thằng chồng của bạn thôi. Cô cũng có nhu cầu có một ông chồng tồi tệ ở bên cạnh. Ước thế nào vũ trụ gửi cho cô một ông chồng vừa nghiện ngập, vừa đánh bài, vừa gái gú, nói chung lại còn hôi nách thối chân, lại còn sinh lý yếu nữa, lại còn có hai đời vợ, còn hôi mồm nữa. Ê, gửi tao một thằng xịt kem ma túy đến đây, tao tao xử ngay, dẹp loạn ngay, tao tẩy trắng luôn. Ủa không sợ là ai cô cũng lấy. Bây giờ chỉ ước không lấy xoáy ca, lấy xoáy con mẹ nó ca luôn. Nào là nghiện ngập này. Mệt với cô ghê. Gì nữa nhở? Gái gú này. Là còn bất tài này chứ. Ăn bám nữa, gửi đây. Gửi hết đây, tao chả sợ gì đâu. Khỏi phải kiến chọn. Thế là cô có chồng rồi đấy các em. Cô sắp có chồng rồi, ôi dồi ôi. Lại còn hôi nách nữa. Chân thì lại hôi. Ngày không tắm là còn bẩn nữa. Combo hết. Đã thế lại còn gì nữa nhở? Xấu. Đã thế là còn xấu nữa chứ. Có mét rưỡi thôi. Vợ em được bố mẹ bên ngoại gọi về chăm ông bà. Cơm á? Cơm mà nấu canh nhé. Mẹ nấu gì ấy? Nấu canh với cua cá rồi. Mẹ nấu đi, nó chưa đói lắm. Mẹ cứ nấu. Một tiếng nữa nhé mẹ nhá. Nó canh mẹ. Vợ em được bố mẹ ngoại gọi về chăm ông bà. Về cho vợ về chăm đi em. Về ở rể luôn, viết đạo. Mấy khi mình được sống, chứ vợ em nó sẽ ở bên chồng cả đời cơ mà. Nếu như cô là đàn ông, vợ cô mà bố mẹ ốm gọi về chăm cô về. Cô rất thích ở rể nhá. Ô, cô thích ở rể lắm, ở rể sướng mà các em. Tao thích ở rể. Vì cơ bản là bố vợ rất thương con rể. Mà ở rể cũng không phải rửa bát. Mà một khi đã có tài thì không lo bị chạm vương. Mấy khi được về nhà rể, rể về cơ bản, nhưng cô nói thật cả họ nhà cô chưa bao giờ chửi anh. Con rể luôn luôn được quý ở bên ngoại mà. Ở bên nhà ngoại vợ mình nó hạnh phúc, vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Mấy khi được ở rể, về luôn. Em chuyển công tác luôn đi em. Cho vợ về luôn. Xin phép bố mẹ bảo mọi. Bây giờ bố với mẹ vợ con ốm như thế, ông bà sống không được bao nhiêu nữa. Rồi bố mẹ vẫn đang còn khỏe. Bây giờ vợ con nó đẻ đái nó ở đây từ ngày cưới đến giờ 3 năm rồi. Bây giờ con muốn vợ con về đấy ít nhất 3 tháng. Rồi con đi đi lại lại. Con quyết như thế rồi, vợ chồng con như thế. Con mong bố mẹ đồng ý cho con. Sống cho nể luôn chứ này. Rồi về nhà ông bố bà bố để cho ông bố bà bố bế hộ cháu đi. Giải phóng cho bố mẹ ruột của mình. Phải khôn lên chứ. Ok. Nó thực dụng mình thực dụng lại. Vào việc thằng Đạo. Về cho ông bà ngoại bé. Cho ông bà ngoại nấu cơm, ăn cho hết đàn gà cho ông bà ngoại luôn. Mấy hai nữa là gì ạ? Nói gì nói nhà cô đây này. Ông bà nội không phải chăm cháu. Cô là cho em trai cô đi ở rể dưới Hải Phòng đấy. Cho tiền làm nhà rồi. Làm nhà xong rồi. Như nhà khác còn kiểu phong kiến là mày đi ở rể tao không cho mày tiền đâu. Cô chuyển tiền cho xây nhà xong rồi đấy. Cô rất thương em dâu của cô. Mày mà tẩn em dâu tao đập mày chết. Cô bảo sau này bọn mày mà có bỏ nhau nhá, ví dụ thế, là con Hương nó vẫn là em tao. Thế thôi.
Tao ủng hộ phong trào ở rể, phong trào Trạm Vương, được chưa? Cứ về nhà ông bà ngoại ở. Ông bà ngoại có mất dạy đến mấy đi chăng nữa, ông bà ngoại vẫn thương con rể. Con bé nhà mày từ hôm giờ nó làm dâu thì nó khổ rồi. Mình phải chơi bọn nó khét lẹt luôn em ạ. Chơi cho bố mẹ phải khét lẹt luôn. Bây giờ con đi làm, bố nhà bố nấu cơm bố con chăm cô phục vụ. Bố mẹ không ốm gì cả. Vợ em thương bố mẹ. À được mẹ yêu quá à? Ừ ok. Mẹ cô 10 điểm rưỡi mà. Nợ nần làm sới. Làm sới là như thế nào hả bạn Havi? Xăm trổ nhà nghèo nhưng mình vẫn xác định lấy. Gánh nghiệp mà các bạn. Đời là để gánh nghiệp. Giờ em với chồng ly thân thì nên đi học lớp tỉnh thức đi. Xong rồi học xong rồi về nhà quay về yêu nhau hạnh phúc. Nhiều bạn học lớp tỉnh thức với cô là về gia đình hạnh phúc á. Ok. Giờ ngày xưa cô còn đòi là phải yêu được. Cứ thằng nào là đàn ông là được. Mưa mới chạy vào nhà, đi dép không đi dép trái. Không đi dép trái, mưa mới chạy vào nhà. Lương 4 triệu, được chưa? Nghề nghiệp xe ôm trở lên là lấy vợ được. Đây cô đang tuyển chồng đấy. Sới là sòng bạc. Đấy tự nhiên có người yêu giả hẳn rồi nhỉ. Muốn có chồng dễ hạ tiêu chuẩn xuống. Xong rồi em chả đau khổ gì nữa. Có bạn ở bên Nhật mà học xong em chẳng nhớ người yêu cũ gì. Cô nói về tình yêu hơn tuổi đi. Anh này 85, em điều tra chính xác chưa? Có khi là một đời vợ rồi em. Hoặc là có mấy đứa con riêng rồi đấy. Về nhà nó đi em. Nếu mà yêu nó nhiều tuổi như thế không sao. Nhưng mà về nhà nó đi phải điều tra lý lịch cho nó chuẩn vào. Em 2002 em quá non và xanh. Em dễ là con mồi của bạn ấy lắm. Chị 85 mà chưa có vợ. Hoặc là một đời vợ, hay là bao đứa con riêng rồi. Mình ngây thơ lắm em ạ. Bọn 85 này nó có tí tiền và nó úp bọn mày như là úp nơm úp rơm ngay ấy. Về nhà người yêu mấy lần rồi, bố mẹ người yêu mặt mũi ra sao, ăn cơm ở đấy mấy hôm rồi, về đấy phải ăn cơm ở đấy 5-6-7 hôm được chưa. Mà 2002 nó nói mày độc thân, nó nói dai độc thân, nó độc thân nhưng lại có hai đứa con riêng rồi. Nó độc thân nhưng mà nó lại có hai đời vợ rồi thì tao cũng độc thân được. Sành sỏi rồi, đời nó đã qua bao nhiêu gái rồi. Còn có những trường hợp khác là có những ông nhát gái cũng chưa có ai bao giờ, bây giờ đến tuổi ông lấy vợ thôi. Làm sao mà biết được. Em phải hỏi cô. Em phải vào lớp học đi, mày 2002 mày lấy chồng sớm mà té mày à. Cái con Thu Hoài kia. Mày lấy chồng sớm thế. Chồng em nhắn tin quan tâm với con bé cùng làng, chị em thì nên như nào? Cô thấy biết ngay mà, đúng là có gia đình rồi cô ạ. À. Rồi ôi, dẫm phải shit rồi con ơi. Liệu hồn mày gọi điện cho cô đi, không có đời mày nát đấy con ạ. À. Ôi rồi ôi, đúng là chiếc chiếu mới. Nguyên một cây cối chưa dệt. Hoài ơi là Hoài. Hoài ơi là Hoài. Thôi nó 2002. Nó như thế còn được, sợ nhất mấy đứa 90. 93, 92 mà lại vẫn còn nghĩ giống con này. Nó 2002 nó vừa dậy thì xong các em ạ. Nó nghĩ thế là được. Mới ly thân, tổ sư.
Ly thân là một trong những cái từ gọi là dễ lừa nhất. Em đang là mồi ngon của đồng chí này rồi. Em có tin là tối hôm qua nó vừa ngủ vợ nó không? Nó vừa ngủ với vợ nó đấy. Mùng 8 tháng 3 vừa rồi nó vẫn chuyển quà với vợ nó đấy. Nó vẫn ngủ với vợ nó bình thường đấy. Điện cho bố vợ nó bảo về nhà ăn cơm đấy. Nó vẫn là con rể tuyệt vời của bố vợ nó đấy. Được chưa ạ? Nó vẫn nói vợ nó là gia đình là tất cả đấy. Con em chỉ là rau sạch thôi nhá. Rau sạch thì còn miễn phí. Nhưng thôi, đời cứ phải như thế. Chúc mừng em vào đời sớm nhưng đừng có để có bầu. Mày cứ yêu thằng đấy cho đời vả dập mặt mày đi, nhưng mà đừng để dính bầu là được. Ok, yêu nhau đấy vài năm nữa rồi nó bỏ mày, mày đau khổ, mày sẽ khắc khôn lên. Nhưng cố gắng đừng để dính bầu, single mom nó tội nghiệp ra, được chưa? Tốt nhất là đi que, cấy que đi, được chưa? Không bắt phải dùng bao cao su. Chứ còn riêng thằng đấy nó đủ khôn để nó ăn nốt trưởng mày rồi. Mày bị nốt trưởng luôn rồi, nói chung là rau sạch free. Đấy, các bạn nhớ cứ tìm các cháu 2002 là dễ nó lừa nhá. Đấy mấy ông mà đi chăn rau đấy, đấy tìm mấy em 2002 là nó non xanh ấy. Thôi mày cứ yêu thằng này nhiều vào, tình yêu sâu thẳm vào. Yêu không thể quên được, yêu chết đi sống lại cho cô. Mà thôi cố gắng đừng để dính bầu và đừng phá thai. Thế thôi, chỉ cần mày đừng phá thai và đừng để dính bầu, mày vẫn có những kết cục tốt trong cuộc đời này. Nhưng mà chắc chắn là rất nhiều nước mắt đấy nhá. Rất nhiều khổ đau và rất nhiều cái gọi là ôi giời ơi đấy. Nhưng thôi cô cũng hiểu được cho sự ngây thơ này của em. Thôi cứ để cho nó khổ đi, bọn này bảo dứt là nó không dứt đâu. Càng các bạn LGBT càng yêu nhau, càng yêu nhau sâu đậm biết sao nữa. Thôi cứ để cho nó yêu cái thằng này đi, cho nó vào đời đi, được chưa? Nó vào đời sớm nó phải đau khổ. 2 năm nữa nó sẽ comment, nó bảo là chị ơi em đau khổ quá. 2 năm nữa con Hoài nó sẽ như này cả lớp này. Chị em đau khổ quá, anh ấy chọn gia đình rồi, nhưng em có con với anh ấy rồi làm sao hả chị? Xong rồi bằng tất cả đạo đức của cô Linh bắt đầu chổng mông lên, cô Linh khuyên nó giữ lại đứa bé. Rồi mấy hôm nữa hai vạch cái mà. Còn có nhiều đứa thì không đủ can đảm để nói với cô, đi âm thầm đi phá thai rồi tạo nghiệp. Được chưa? 2 năm nữa là nó sẽ bảo là chị ơi, anh không chọn em, anh chọn về với gia đình. Anh thương con anh ý chị ạ. Anh ấy thương con anh ý. Anh ấy bảo anh ấy đau lòng khi thấy con gái anh ấy ôm chân anh ý. Bố anh ấy sắp mất rồi. Anh không muốn bố anh ấy đau lòng. Tâm nguyện của bố anh ấy là anh ấy vợ anh ấy phải hạnh phúc. Ừ. Em nói chuyện với chị vợ rồi. Chị ấy bảo với em là em hãy lấy anh ấy đi. Chị cũng không cần anh ấy nữa. Chị vợ nhắn tin cho em, cáp màn hình lại, chồng anh, chồng chị nhắn tin cho em là anh không bao giờ bỏ vợ. Cái con Hoài đấy anh không bao giờ lấy nó. Anh không bao giờ xác định đi với con Hoài đấy. Đấy, 2 năm nữa mày sẽ như thế, tao cho mày kịch bản luôn. 2 năm nữa rồi nó bắt đầu là nói chuyện với bà vợ ấy. Xong rồi bà vợ bà ấy bảo là đây, chồng chị vẫn nói với chị như này. Xong bắt đầu con này đọc được đoạn tin nhắn giữa nó với vợ nó bảo là anh không bao giờ. Đấy, con Hoài này nó rất muốn anh bỏ em. Ừ. Xong rồi cái gì nhỉ? Thế con Hoài với Hoài hỏi là anh với chị có ngủ với nhau không? Vẫn quan hệ với nhau đều, thậm chí không có bầu luôn rồi. 2 cô có bầu. Em đang khổ tâm nhưng cô bảo em đăng ký lớp học. Em có đăng ký đâu bạn Long. Kêu gì nữa, cô tư vấn hôm trước rồi. Không phải tự xem video thôi. Các bạn không muốn giải quyết vấn đề thì làm nào? Tôi cũng biết hoàn cảnh của bạn ra sao đâu. Ở đây các bạn nói không hết được. Tùy vào tình huống chứ. Vào trong lớp tôi biết các bạn là ngô ra khoai, ra lợn, ra khắn, sắn gì chứ. Bạn Tuấn em đang theo đuổi một single mom. Tao nói luôn là chúng mày mà có vợ rồi, chúng mày nên lấy single mom.
Vì single mom nó hạn chế cái tuổi ly hôn vì nó một đời chồng rồi. Nhá. Nói thế là cô đang bênh cô à? Đùa ấy, thật đứa nào có phúc lấy tao ấy. Ôi trời ơi. Nhoạc. Lớp chữa lành của cô đấy bạn hướng ngoại. Học phí 4 triệu, bạn nào muốn học thì đăng ký. Tới giờ ngủ trưa rồi. Ám ảnh chồng ngoại tình, dạ giáp thứ 13 nó nghe ghen ngược với vợ, hận thấu tim. Rồi cứ hận đi chị, hận đến vài năm rồi cũng giác ngộ mà. À, xuất hiện. Biết ơn vì chồng ngoại tình để chị được như bây giờ. Ông trời đang rất quan tâm đến chị. Vũ trụ đang rất quan tâm với chị, rồi giao cho chị bài tập khó. Mấy khi được hận, cứ hận đi chị. Muốn đau khổ cứ hận đi. Còn không ai muốn hận đây, mọi người chỉ lên đây. Mọi người muốn hận mà mọi người cũng muốn vượt qua đâu. Hầu hết mọi người không muốn vượt qua vấn đề của mình. Mọi người chỉ muốn được vuốt ve này. Mọi người có hiểu cảm giác mọi người bị đau chân không? Ôi làm nào hết đau, đau hết đau cái rồi. Mọi người hầu hết chỉ tìm thuốc giảm đau đấy. Mọi người không bao giờ tìm giải pháp. Hoặc trong khoảng 2 tháng nhé mọi người. Hoặc trong khoảng 2 tháng ạ. Một tuần một buổi, 7 buổi. Một tháng rưỡi. Ngoài ra các bạn có thể được gọi điện cho cô bất kỳ lúc nào. Cô sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi cô sẽ hướng dẫn các bạn từng tình huống một. Các bạn có thể nhắn tin hỏi bất kỳ lúc nào. Ok chưa? Không phải mất tiền tư vấn nữa. Hello em. Các bạn trả lời câu hỏi của bạn Phạm Phương 89 cái, kỷ tỵ này. 34 tuổi rồi hỏi câu ngây thơ đấy. Hai em, nó bỏ em rồi thì thôi chứ làm sao nữa. Làm gì được lúc này nữa em. Làm single mom thôi em. Nuôi con thôi. Chữa lành, sống hạnh phúc thôi. Bao giờ có anh nào yêu thương thì lấy. Tao tiếc thì tao chỉ có một thân thôi, một thận. Ở đây có rất nhiều. Cô nói thật nha, ở bên cạnh nhà cô có một chị hai đời chồng. Chị rất lăng nhăng. Nhá. Không phải rất lăng nhăng mà chị kiểu chị yêu hết người này người kia ấy. Nhưng nói thật nhá, cô là con trai nhá. Cô lấy chị ấy cô vẫn hạnh phúc ấy. Vì chị cũng là người rất muốn chung thủy. Yêu người có gia đình rồi nên chị có dự bị thế thôi. Phụ nữ tốt rất là nhiều. Hello bạn Tâm, hello bạn Smile Shop. Hello Sơn. Cứ lạc quan lên các em. Giời, cô đang là single mom đây có gì đâu. Tao đã được kết hôn bao giờ đâu. Tao vẫn đang vui như thế này đây. Có bầu người ta thì đẻ thôi em nhé. Lỡ có bầu thì đẻ thôi em, có con. Ai cũng phải có con mà. Mấy khi được chồng bỏ các em. Chồng mình bỏ chồng mình phải suy nghĩ nó đúng hay sai. Chứ nó bỏ mình thì khỏi phải xuống đúng sai nhá. Nó bỏ mình mà. Sống hạnh phúc, một cuộc sống độc thân rất là hạnh phúc. Đâu có gì phải khổ đau cả. Có gì khổ đau ở đây cả.
nó đã nói hết rồi mà em. Em lên Google search đi em. Hạnh phúc tự thân, nó bốn cái chữ đấy nó đã định nghĩa hết rồi. Giải thích làm gì cho nó phức tạp nữa em. Giống như cái em tự tắm ấy, em tự làm sạch được ấy, không phải ai tắm hộ em ấy. Còn muốn hỏi cụ thể làm gì. Cái câu đấy nó có gì phức tạp đâu, ai chả hiểu cái câu đấy. Để em tự hạnh phúc ấy, tự vui ấy, tự tạo ra cảm giác ngọt ngào ấy, tự không thấy cô đơn ấy, tự thấy phấn chấn ở trong người ấy, tự thấy hân hoan ấy, tự thấy mãn nguyện ấy, tự thấy lâng lâng ấy, tự thấy đủ đầy ấy. Và thậm chí là em không thích người bên ngoài nữa. Bắt em gặp chị để xin lỗi theo chị có nên gặp không? Em nên gặp cho người ta dạy em một bài học đi. Em sẽ bị bóc phốt đấy. Họ gặp em, họ sẽ quay video, họ sẽ cho em sáng nhất đêm nay trên mạng xã hội đấy. Em nên gặp để em có một bài học nhá. Hỏi câu này nên là mới làm người thứ ba rồi. Hỏi câu này nên là em mới không biết được tìm ra lối thoát rồi. Họ gặp em ấy, họ sẽ quay video em lại đấy. Họ up em trên mạng xã hội ấy. Nhưng mà em nên gặp chị để chị dạy cho em một bài học đi. Em phải đau khổ như thế em mới sáng mắt ra được. Nào nghĩ gì cả. Kệ mẹ chúng nó thôi, cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Đức Phật thôi. Cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Đức Phật, của Chúa Giê-xu, của những người giác ngộ. Còn mấy suy nghĩ của mấy cái thằng đang ngoại tình là rác hết. Trong đấy có cả cô, thi thoảng cô cũng suy nghĩ rất là rác. Cái gì đó là chân lý vĩnh cửu thôi, thì mình phải quan tâm thôi. Cô không quan tâm bạn đang ra cô nghĩ gì, lúc kể cả đang yêu. Nghĩ gì kệ mẹ mày. Cờ bạc nên làm gì chị? Nên giữ tiền cho tốt, đừng đưa tiền cho nó. Đừng đưa tiền cho nó. Nếu mà nó nợ nần nhiều lắm rồi thì phải ly thân, ly hôn thôi. Ly hôn để nó bảo toàn tài sản, còn vẫn ở với nhau bình thường. Được chưa? Nếu như em vẫn phải đứng ra để đi chuộc tiền cho nó ấy, thì em phải ly hôn thôi. Còn nếu không ly hôn thì em cũng không phải gánh cho nó, đừng có gánh cho nó gì hết. Đứng ra gánh cho nó là ăn đòn ấy. Chồng cũ em có bồ nhưng vẫn dây dưa với em. Em cũng dây dưa với nó mà. Mèo mả gà đồng với nhau mà. Em không có tự trọng của em ấy chứ. Em biết nó có bồ mà em vẫn ngủ với nó. Lỗi là em. Em đã mở cửa cho nó vào. Em đã bốc máy và em đã dép tin nhắn. Em yêu nó, em mới là có lỗi. Không biết có bồ thì còn được. Nó bảo nó bỏ con bồ rồi, nó muốn quay lại với em thì chị còn không được. Em biết rõ nó vẫn có bồ, nó vẫn chưa thôi con kia. Mà em vẫn mở cửa. Lỗi là do cái tay của em với cái chìa khóa. Được không ạ? Về tốt nhất là chuyển chỗ.
Quá đấy Lệ Quyên ạ. Em không có quá khứ à? Em đã ngủ với người yêu cũ chưa? Em không có người yêu cũ à? Bạn Lệ Quyên, em đã ngủ với người yêu cũ trước khi ngủ với chồng chưa? Tin nhắn nó chưa nặng mà việc have sex với nhau đâu. Em đã đồng ngủ với người khác trước khi ngủ với chồng chưa Quyên? Quyên, em không có người yêu cũ à? Alo, Nguyễn Thị Lệ Quyên. Thế mà phải nhắn tin hai lần, thấy cô không rep là phải biết là câu hỏi của mình nó ngu rồi. Tất cả comment của các bạn, nếu như bạn không thấy cô rep là câu hỏi của bạn nó ngu rồi. Muốn được nghe kể chuyện vào lớp học. Không bao giờ cô kể trên này đâu. Buồn từ hôm qua đến giờ em xứng đáng như thế. Nhá, em xứng đáng bị buồn như thế. Trẻ con, em đã ngủ với người yêu cũ chưa? Em có quá khứ không? Thằng chồng em là cái thằng ok đấy. Nó vô tư, nó không xóa đấy. Mày cũng rảnh háng quá. Mày không có người yêu bao giờ à? Lớn lên phát mà bị chộp luôn à? Bị thằng này nó lấy luôn à? Mày không có quá khứ à? Không ai yêu mày ngoài thằng chồng hiện tại à? Mày xứng đáng bị buồn. Kiếp này tao từ chối giúp mày vui hơn nhá Quyên nhá. Cúp nó kiếp này chị từ chối giúp đỡ em vui. Chị xưng em thì em nghĩ em nên buồn nữa vào. Những đứa thế này không nên vui. Chúng mày không xứng đáng được vui hỏi thăm đâu. Tiếp tục buồn vào. Mất ăn mất ngủ vào. Cãi nhau với chồng đi. Đòi ly hôn đi. Được chưa? Kiểm soát điện thoại vào. Làm mọi thứ nó dối bùng beng lên cho chị. Chị không khuyên được bọn em đâu. Chị từ chối khuyên trong trường hợp này. Em xứng đáng bị buồn nhá. Đột quỵ luôn được. Chị ác lắm đấy. Hỏi câu ngu lắm là ăn đòn đấy. Đấy. Hỏi đã ngủ với người yêu cũ chưa? Không không thấy trả lời gì. Chắc chắn là yes rồi. Say yes rồi. Đúng không cả lớp? Ghen với người yêu cũ nhắn tin với chồng nhưng mà lại ngủ với mấy anh đứng trước rồi. Nhọc lắm. Nhọc, nhọc. Nhọc với mấy bạn trẻ trâu. Lại làm mẹ sớm. Thực ra mấy tin nhắn nó chả là gì đối với cô. Nó cũng ngủ với nhau còn chả thấy đâu. Thôi chứ mày mấy tin nhắn giả rẻ tiền. Đúng không? Viettel đang khuyến mại nhiều. Tháng nào cô cũng thừa rất nhiều tin nhắn. Nhắn mấy tin thì có mất gì đâu, kể cả quan hệ. Sex của đàn ông nó cũng giống như kiểu bằng vệ sinh mà. Không vứt đi thì cũng chả dùng để ăn được. Chả ai xào bằng vệ sinh lên để ăn cả. Cả một cuộc đời nhau đang chưa đáng giá là gì thôi. Cả thanh xuân của một con người đang chưa nói chuyện gì. Chứ mẹ mấy cái tin nhắn rẻ tiền đấy. Cũng lắm là anh nghiện em. Anh không thể quên cảm giác được với em. À, hôm qua cô hẹn là làm sao để thấu hiểu được một người đúng không? Nhưng mà đến giờ nghỉ giải lao rồi. Để hiểu được một người, bạn phải hiểu bản thân mình. Nhu cầu số 1 của con người là nhu cầu gì? Nhu cầu số 1 của con người là nhu cầu ăn, ngủ, tình dục. Nhu cầu thứ 2, các bạn comment đi. Nhu cầu thứ 2 là nhu cầu được an toàn. Comment đi cả lớp. Nhu cầu thứ 3 là nhu cầu được yêu thương. Nhu cầu thứ 4 là nhu cầu được thể hiện. Nhu cầu thứ 5 là nhu cầu được giúp đỡ người khác. Nếu bạn đáp ứng được nhu cầu này đó. Cô lên live stream này cô được thể hiện này. Thể hiện là cô khôn hơn các bạn này. Tại sao phụ nữ lại yêu một ai đó? Bởi vì em thương con anh tự kỷ. Em thương anh khổ với vợ cũ. Đấy, nhu cầu được cho đi ấy. Cô ấy bao dung lắm, cô ấy vị tha lắm. Đấy. Nhu cầu cao nhất của con người là nhu cầu muốn được cho ai đó điều gì. Nên bạn phải giúp đỡ, bạn phải cho chồng mình cơ hội để giúp đỡ mình nhá. Nhưng mà bạn phải thuần khiết lắm. Bạn phải làm sao mà khiến bạn trai của bạn phải như anh hùng cuộc đời bạn ấy.
Tư vấn là nói chuyện trực tiếp rồi vào lớp học nữa em. Vào lớp học nghe quét cô chữa lành cho người khác nữa. Mỗi một người có một câu chuyện trong lớp. Cô không trả lời được những câu hỏi của em đâu An ạ. Câu hỏi của em cũng không có động lực để trả lời. Nó không phải nỗi đau cô không trả lời đâu nhá. Cô không trả lời những câu hỏi của bạn An đâu. Vì cô có trả lời em không hiểu được đâu nhá An. Không phù hợp với em. Em nên tìm bạn Ánh My ấy nhá. Câu hỏi đấy cô không trả lời. Vì cô có trả lời em không hiểu được đâu. Nó tặng mũi hoa có nên đi tiếp không? Không biết. Bây giờ 9 giờ hoặc 10 giờ sáng em nhé. Đang có bầu và phát hiện chồng cặp kè yêu thương với người khác thì phải làm sao? Đời sắp sướng rồi em. Đau khổ nó đang đến cũng nghĩa là mình sắp thay đổi rồi. Khổ đau đang đến với em đấy. Em đẻ con ra nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Một vài năm tới đau khổ nhiều với em nhưng nó sẽ làm em trưởng thành. Chuẩn bị tốt nghiệp mà. Được không ạ? Nói rồi, mấy bạn không có trải nghiệm đừng có vào đây hỏi. Ngồi im mà nghe đi ạ. Mấy bạn là nhỏ tuổi không nên đi học với cô đâu. Bạn không hiểu được đâu nhá. Phải có nỗi đau đủ lớn thì mới nên vào lớp học tớ. Bạn nào muốn đăng ký thì alo cho tớ nhá. Bấm máy lên gọi điện, số điện thoại trong bio đấy. Không biết là tớ nhận được bao nhiêu lớp nữa. Mấy năm nữa không biết tớ có live stream nữa không. Trước khi tớ đổi sang lĩnh vực khác thì các bạn nên đi học đấy nhá. Tớ còn dám bỏ cả trung tâm tiếng Anh mà. Thu hẹp cả trung tâm tiếng Anh làm mảng này mà. Tớ không biết làm đến bao giờ, mấy năm. Sau tớ lại làm mảng khác hay sao? Ồ hay nhỉ. Đọc sách nhưng mà vẫn phải làm theo sách bảo cơ. Đọc cho nó hết rồi không được đâu. Em không thể suy nghĩ tích cực đấy, em chưa bao giờ thực hành nó. Chị thấy hậu quả rõ rệt của việc tiêu nghĩ suy nghĩ tiêu cực. Chị không thể suy nghĩ tiêu cực cái gì được đâu nhá. Chị suy nghĩ tiêu cực là chị bị đánh mất bản thân luôn á. Chị cảm giác lúc đấy chị không còn là chính mình nữa. Chị nói thật đấy, chị cảm nhận được sai sai luôn đấy. Nhiều khi có ai đó nói xấu mà chị kiểu bơm theo cùng với họ luôn là chị thấy thôi chị rồi, lạc đường rồi. Lạc đường con mẹ đó rồi. Em phải tích cực. Tích cực rồi hân hoan rồi biết ơn chị biết tìm được chính mình. Không có động lực gì để nghĩ về tiêu cực cả. Tiêu cực được cái gì? Tiêu cực rung động rất là thấp. Tích cực. Bầu trời nó trong xanh, ăn gì cũng ngon. Tích cực á, sống hạnh phúc lắm. Tích cực là ngủ ngon này, tích cực là kiếm được ra nhiều tiền này.
Xong rồi tích cực là mọi người ai cũng quý. Lúc nào chị hàng xóm bảo là Linh em mày sang nhà chị đi, sang nhà chị xóa tan cái ưu ám nhà chị cái. Mẹ chồng với hai con dâu suốt ngày cãi nhau, sang nhà chị. Toàn bộ trẻ con cái xóm này quý cô cực kỳ luôn. Cứ cô Linh. Người khác gặp nó chào mỗi cô. Xong rồi tích cực là ai cũng muốn hỏi tư vấn ấy. Xong rồi cứ thấy mình là tích cực là chẳng bao giờ ghét ai. Tích cực là chị bún đậu mở quán là hân hoan, vui lắm, lâng lâng con người lắm.